Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với môn tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay do các thầy cô giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của thực hiện. Ở tuần này, chúng ta tiếp tục với chủ đề Mỗi Người Một Vẽ. Và bài đọc ngày hôm nay sẽ là bài 4 Cô Gió Qua bài học ngày hôm nay, cô hy vọng các em sẽ đạt được các mục tiêu như sau. Thứ nhất, đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghĩ đúng dấu câu. Thứ hai, hiểu nội dung bài đọc. Thứ ba, biết liên hệ bản thân, yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi, làm việc có ích. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động khởi động em hãy nói về lợi ích của gió đối với người và vật theo gợi ý dưới những bức tranh sau quan sát tranh ta thấy gió giúp cho chong chóng xoay tít gió giúp cho các đám mây bay và di chuyển trên khắp bầu trời gió còn giúp cho cánh buồm căng đầy đẩy chiếc thuyền chạy trên mặt biển có nhiều lợi ích đúng không nào? Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài đọc Cô gió để cùng tìm hiểu xem cô gió là người như thế nào các em nhé. Bây giờ cô mời các em chú ý lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc. Cô gió người ta gọi cô là gió. Việc của cô là đi khắp đó đây trên mặt sông mặt biển cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn cô đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô hạn vì tính cô hay giúp người nên ai cũng yêu cô cô không có hình dáng màu sắc nhưng cô đi đến đâu ai cũng biết ngay cô gió kia Cô cất tiếng chào những bông hoa, những lá cờ, chào những con thuyền, những chồng chóng đang quay. Cô cất tiếng hát. Tôi là ngọn gió ở khắp mọi nơi. Công việc của tôi không bao giờ nghỉ. Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao. Hình dáng của cô là ở những việc có ích mà cô làm cho người khác. Dù không trông thấy cô, người ta vẫn nhận ra cô ngay và gọi tên cô. Gió Theo Xuân Quỳnh Ở bài đọc này, chúng ta sẽ chia ra làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất Từ người ta gọi cô là gió cho đến cô gió kia Đoạn thứ hai từ cô cất tiếng chào những bông hoa cho đến không bao giờ nghỉ. Và đoạn thứ ba từ cô không có dáng hình cho đến hết bài. Khi đọc, các em cũng cần lưu ý một số từ khó phát âm. Cô có từ miền, đất, tiếng miền, vần yên. Các em đọc miền đất từ hình dáng tiếng dáng có âm đầu giờ các em đọc hình dáng từ quay có âm đầu là quờ các em đọc quay từ thuyền có vần uyên các em đọc thuyền từ trong trống có âm đầu là chờ các em đọc trong chóng bây giờ các em hãy cùng đọc lại với cô một lần những từ khó phát âm nhé miền đất hình dáng quay thuyền trong chóng khi đọc các em cũng cần chú ý cách ngắt nghỉ hơi để câu văn thêm rõ nghĩa các em hãy nghe cô đọc mẫu vì tính cô hay giúp người nên ai cũng yêu cô hình dáng của cô là ở những việc có ích mà cô làm cho người khác cô mời các em cùng đọc lại một lần với cô vì tính cô hay giúp người nên ai cũng yêu cô hình dáng của cô là ở những việc có ích mà cô làm cho người khác tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tìm hiểu nội dung bài đầu tiên của phần tìm hiểu nội dung bài đó là phần giải nghĩa từ. Các em có biết khô hạn nghĩa là gì không? Khô hạn có nghĩa là khô, không có nước. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi. Cô có câu hỏi thứ nhất. Cô gió đã giúp gì cho thuyền và mây? Chúng ta hãy quan sát lại đoạn số 1 để tìm câu trả lời các em nhé. À, câu trả lời sẽ là Cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn. Cô đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô hạn. Câu hỏi thứ hai như sau. Trên đường đi, cô gió chào những ai? câu trả lời sẽ là cô cất tiếng chào những bông hoa những lá cờ chào những con thuyền những chồng chóng đang quay câu hỏi thứ ba vì sao ai cũng yêu mến cô gió các em đã có câu trả lời chưa nào à câu trả lời sẽ là ai cũng yêu mến cô gió. Vì cô gió làm được nhiều việc có ích cho người khác. Qua nội dung của bài đọc ngày hôm nay cho em hiểu. Ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm những việc có ích. Qua bài đọc cô gió ngày hôm nay, cô hy vọng... Các em hãy luôn biết yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi và làm những công việc có ích các em nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài đọc này các em nhé. Ở bài này, chúng ta cần đọc với giọng thông thả, vui tươi. Nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động của cô gió. Câu cảm, đọc giọng ngạc nhiên, tươi vui. Lời hát của cô gió, đọc vui, nhẹ nhàng. Bây giờ, các em hãy cùng với cô đọc diễn cảm đoạn số 3 nhé! Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao. Hình dáng của cô là ở những việc có ích mà cô làm cho người khác dù không trông thấy cô, người ta vẫn nhận ra cô ngay và gọi tên cô, gió. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại cả bài đọc này nhé. Cô gió, người ta gọi cô là gió. Việc của cô là đi khắp đó đây trên mặt sông, mặt biển. Cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn. Cô đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô hạn. Tính cô hay giúp người nên ai cũng yêu cô. Cô không có hình dáng, màu sắc. Nhưng cô đi đến đâu ai cũng biết ngay. Cô gió kìa. Cô cất tiếng chào những bông hoa, những lá cờ, Chào những con thuyền, những chồng chóng đang quay. Cô cất tiếng hát. Tôi là ngọn gió, ở khắp mọi nơi, công việc của tôi, không bao giờ nghỉ. Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao. Hình dáng của cô là ở những việc có ích mà cô làm cho người khác. Dù không trông thấy cô người ta vẫn nhận ra cô ngay và gọi tên cô. Gió Theo Xuân Quỳnh Bây giờ, các em hãy tự đánh giá những điều em đã học và làm được qua bài học ngày hôm nay nhé. Cô có 3 mức độ đánh giá. Đó là tốt, đạt và cần cố gắng. Ở nội dung đầu tiên, nếu em đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghĩ đúng dấu câu, chúng ta hãy đánh giá ở mức độ tốt. Nếu em đọc trôi chảy bài đọc nhưng chưa biết cách ngắt nghĩ câu, chúng ta hãy đánh giá ở mức độ đạt. Nếu em chưa đọc trôi chảy bài đọc, em cần cố gắng nhiều hơn. Ở nội dung thứ hai, nếu em hiểu được nội dung bài đọc, các em hãy đánh giá ở mức độ tốt nhé. Nếu em hiểu nội dung bài đọc nhưng cần sự hướng dẫn của thầy cô, chúng ta sẽ đánh giá ở mức độ đạt. Nếu em chưa hiểu được nội dung bài đọc, các em cần cố gắng hơn. Ở nội dung thứ ba, nếu em biết liên hệ bản thân, yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi, làm việc có ích, em hãy đánh giá ở mức độ tốt. Nếu em biết liên hệ bản thân nhưng cần sự hướng dẫn của thầy cô, em hãy đánh giá ở mức độ đạt. Nếu em chưa biết liên hệ bản thân, các em cần cố gắng hơn nhé! Cô trò chúng ta vừa thực hiện xong tiết học ngày hôm nay. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Cô chào tạm biệt tất cả các em hẹn các em ở những tiết học sau